Hello các bạn nha, hôm nay thì mình tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy mới để cập nhật giá xe cho các bạn. Mình hôm nay đặc biệt cập nhật cho các bạn mình những mẫu xe của Xcenter 2024 nha các bạn. Và hôm nay em đồng hành với Yến nè, chào em. Dạ rồi, em chào anh. Em Yến rất vui được gặp lại cả nhà ở trong video này nha. Và em Yến cũng sẽ theo dòng sự kiện luôn. Mấy bạn quay F155 có ABS nhiều quá thì hôm nay em cũng sẽ lên một clip luôn ha cho các bạn theo dõi nha. Ở cái dòng xe này, ở cái video hôm nay á, thì em sẽ quay về hai cái màu xe ở phiên bản đặc biệt này mới về. Và ngoài ra thì em Yến sẽ nói sơ về một số thay đổi, gần như là thay đổi lớn ở cái dòng xe này cho các bạn nha. Dạ rồi, cái điểm thay đổi đầu tiên lớn nhất sẽ chắc có thể là phải nhắc đến cái phanh ABS ở đây rồi anh chị ha. Sẽ hỗ trợ phanh kẹp má hai bích tông cho anh chị luôn, để hỗ trợ cho các bạn nào đi đường xa. Nói chung là sẽ sử dụng xe côn tay an toàn hơn nè. Và đặc biệt là trong mùa mưa bão nào, trong mùa mưa bão này nếu bạn nào mà sở hữu được em xe này thì sự là rất là tốt luôn á. Chống trơn trượt nè, hỗ trợ mình đi đường xa, phục vụ cho công việc, ví dụ như bạn đi về quê, đi phượt vân vân, rất là tiện lợi ha. Dạ rồi, thì ở phiên bản này á, đó là phiên bản đặc biệt của dòng 2024 nha, của đời 2024. Ngoài ra thì bên em đang còn về thêm một số màu nữa, cho nên đó là bạn quan tâm màu xe nào thì có thể là nhắn tin hoặc gọi điện cho em để tham khảo thêm nhiều màu hơn. Còn ở video này em sẽ lên cho anh chị đó màu xanh GB nha. Cũng là ở phiên bản trước cũng có màu này rồi, nhưng mà mình sẽ so sánh về một số điểm khác biệt đi ha. Thì so với mặt nạ đầu lần trước nè, sẽ có thay đổi nhiều hơn. Cái phần này sẽ cao hơn nè, sẽ có cái vạch ở đây ngay đây nha anh chị. Có lỗ thông gió ha em. Cái lỗ hút gió ở đây nè các bạn. Dạ rồi, thì cái này sẽ lấy cảm hứng từ mặt nạ hình con cú anh chị ha, nhìn rất là đẹp luôn nha. Nói chung thì nhìn nó sẽ thể thao hơn nè, nhìn cá tính hơn nha. Rồi, ở đằng trước thì sẽ được gọt mài để cho nó thon hơn so với phiên bản cũ. Nhìn cái em xe này thì có thể là nó nhỏ hơn, về cái phần mặt nạ đằng trước này sẽ đổ gồ ghề hơn á. Và cả hai bên này cũng như thế, sẽ được gọt gọn vào luôn anh chị ha. Rồi, thì so về cái phần màu sắc thì sẽ không thay đổi nhiều. Nhưng mà về cái phiên bản xe này á, sẽ được một số cải tiến tân tiến mới. Ví dụ như ở phiên bản này thì cũng sẽ được trang bị khóa thông minh cho anh chị nè. Vẫn có cổng sạc cho mình luôn nha. Và đặc biệt là khi mà anh chị sử dụng dòng xe này á, mình có thể là bật đèn ưu tiên. Nó sẽ hỗ trợ thêm một cái nút ở đây cho anh chị nè. Thêm một cái nút ở đây nha anh chị. Sẽ bật được đèn ưu tiên đằng trước và cả đằng sau luôn. Rất là tiện lợi luôn ha. Và okay, ở phần đằng sau đuôi này thì cũng sẽ tích hợp gọt gọn hơn so với cái phiên bản trước nha. Cho nên là ví dụ như mình xem ở trên video chưa kỹ thì bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng. Bạn có thể là quan sát trực tiếp hai con xe để mình có thể là chọn ra con xe mình mong muốn nhất nha. Và một điểm thay đổi đặc biệt nữa là dung tích bình xăng của dòng xe này. Nó đã nâng cấp lên là có thể là chứa 5,4 lít. Hỗ trợ cho các bạn đi đường xa rất là nói chung là thoải mái. Ví dụ như mà em thấy một số anh chị đi đường xa để đồ rất là nhiều, cái phần đằng sau cốp như thế này nè, cho nên là sử dụng dòng xe này là cực kỳ hợp lệ và tiện lợi luôn á anh chị. Ngoài cái màu này ra thì bên em Yến có về một màu đen mâm vàng nữa nè. Vẫn là màu đen mâm vàng giống như phiên bản cũ, nhưng mà sẽ thay đổi về thiết kế đằng trước nè ha, thay đổi về thiết kế tem hai bên nè anh chị. Thường là cái màu này thì sẽ sở hữu cái màu đen bóng nhiều hơn nè, đi mâm vàng zin đi kèm theo xe, và vẫn có phanh ABS giống như là cái phiên bản xanh GB vừa rồi luôn nha. Dạ rồi, ngoài cái phiên bản này ra thì bên em đang còn rất là nhiều, ví dụ như là màu trắng xám, màu xanh dương, màu vàng và màu đỏ, cho nên là bạn quan tâm dòng xe nào thì cứ liên hệ với em ha. Và giá của hai dòng xe này thì hiện tại đang dao động từ 52 triệu. Bạn nào có liên hệ đặt lịch trước sẽ được giảm từ 1 triệu vào giá xe nha, hỗ trợ xăng xe đi lại cho khách hàng, cũng như là sẽ hỗ trợ thu xe cũ lên đời xe mới cho mình luôn, và cũng tặng tiền mặt khi bạn dẫn người thân đến cửa hàng mua xe có liên hệ với em Yến nha. Ngoài ra ví dụ như mà từ cái phiên bản này bạn muốn gắn phụ kiện thêm thì bên em vẫn sẽ được giảm giá, vẫn có hỗ trợ là lên 3D từ cái màu này cho anh chị luôn ha. Dạ rồi, thí dụ như mà em lên video clip như thế này mà bạn không thích con xe này, vẫn thích đời F155 cũ hơn á, thì bạn có thể là liên hệ hỗ trợ, tại vì bên em vẫn còn rất là nhiều xe như thế này luôn, vẫn còn rất là nhiều màu sơn 3D để anh chị tham khảo nha. Dạ rồi. Còn cái bản cũ này hiện tại là giá sao em? Dạ, bản cũ này hiện tại giá chỉ từ 4X thôi. Cụ thể là 41.500.000 đến tầm 45.500.000 ha. Giá cực kỳ mềm luôn. Đây. Dạ. Ở đây thì em có một số màu sơn 3D, nhưng mà cụ thể thì mình quay luôn cái em này đi để cho các bạn khán giả tham khảo ha. Dạ, thì ở đây là em có một cái màu xe lên cảm hứng từ phiên bản giới hạn á mọi người. Màu này thì nhà sản xuất không còn nữa nha, nhưng mà theo yêu cầu của khách hàng rất là nhiều, cho nên là bên em Yến có lên gần như là giống đến 80% so với cái xe zin của em này luôn. Vẫn là có mặt nạ
hai cái tem hình xét như thế này ha. Nhưng mà cái tem này thì bên em sơn nghiêng về màu, thiên về màu cam nhiều hơn một xíu so với cái phiên bản cũ á. Và đối với cái những cái màu sơn 3D như thế này thì bên em miếng lên cho anh chị là cả hai phiên bản luôn, đó là khóa chìa và khóa thông minh. Nhưng mà ví dụ như những bạn nào mà tài chính chưa đủ thì mình có thể là hỗ trợ góp nha anh chị. Trả góp thì chỉ từ 6 triệu đồng là mình đã có thể là đem em nói về trong ngày rồi. Và chỉ cần căn cước công dân thôi. Mình có bằng lái xe thì có thể bảo hiểm y tế thì mang theo giúp em nha. Và so với cái giá màu zin của Exeter 155 bản cũ này là bao nhiêu em? Dạ là trên nhau khoảng 2 triệu. Là ví dụ như màu zin là 41 năm thì màu 3D sẽ là 43 triệu 500 nha anh chị. Dạ, ví dụ như màu em báo ở đây là từ 41 triệu 500 đến 45 triệu 500 là đã bao gồm màu sơn 3D cho anh chị rồi nè. Là bao gồm luôn cái phần mà có lên khóa thông minh cho mình luôn. Nó sẽ dao động ví dụ như là 41 năm hoặc là 43 năm tùy theo từng mẫu. Và ngoài ra cái dòng xe như thế này á, thì sẽ được hỗ trợ là ví dụ như, tại vì em thấy có một số bạn á, là muốn mua xe nhưng mà mấy bạn bảo là mấy bạn ở xa quá hoặc là không có thời gian sắp xếp đến cửa hàng thì bên em Yến sẽ có hỗ trợ là ship xe cho các bạn luôn nha. Mình có thể là quay video cho các bạn kiểm tra nè, rồi test máy cho các bạn kiểm tra trước khi mình giao nha. Và chỉ cần cọc từ 5 triệu đến 10 triệu thôi thì khi nào các bạn nhận được xe các bạn mới thanh toán khoản tiền còn lại nha. Rất là tiện lợi luôn anh chị ha. So với hai cái mẫu xe Exeter 155 phiên bản mới với lại phiên bản cũ thì anh thấy cái giá nó chênh lệch cũng khá là nhiều không em? Dạ đúng rồi. Phiên bản mới thì nó có được thêm thắng ABS nè, và thiết kế cái đầu đèn sắc sảo hơn, mạnh mẽ hơn ha, chỉ bán nhiêu thôi đó. Thì các bạn cứ lựa chọn, so sánh, mình lựa cái mẫu nào mình đi phù hợp với mình, mình cứ lựa các bạn ha. Có thể liên hệ qua số trên màn hình để gặp Yến tư vấn các bạn mình thêm. Dạ rồi, ngoài ra thì bên em Yến đang còn rất là nhiều dòng xe khác nữa, cho nên là ví dụ như ngoài những video em quay xe như thế này, anh chị đang quan tâm dòng xe nào thì mình cứ bình luận ở dưới video này. Em sẽ xem và ở video sau em sẽ lên cái màu xe đó, cái mẫu xe đó cho anh chị tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em Yến nha, cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà, bye bye.